Mấy đứa con từ trên trời rơi xuống đã đảo lộn cuộc sống của tôi hết rồi. Bất ngờ chợt một ngày bắt làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, dù từng ngày phải lo xa, ôi thôi nghĩ suy sợ mệt quá. Hãy ở bên cha dù thời gian qua, chưa hay trách con, chưa hay mắc lạc. Để rồi khi ta chung một nhà, yêu lầm khi xưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quen ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười hà. Hãy ở bên cha đừng vội rời xa, cha con chúng ta phong ba bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi chở che, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Bữa nay tinh thần thế nào? Mạnh mẽ nha. Bữa nay tao ổn lắm. Đừng giống như hôm qua, hẹn người ta ra đã rồi xỉu quá trời. Trời ơi, hẹn người ta đúng 8 giờ, tự nhiên 7 giờ rưỡi xỉu có đụng là sao? Hôm qua rung quá. Giờ đỡ chưa? Bây giờ yên tâm rồi, tôi mạnh mẽ rồi. Nghe. Tôi làm sẵn cho món quà nè. Cảm ơn hai bạn. Nhớ, gặp người ta phải thật là bình tĩnh. Đúng rồi. Khi nào mà mất bình tĩnh, hít thật sâu, thở ra thật là nhẹ nhàng. Nè. Nhớ nói với người ta cái gì không? Nói gì? Trời ơi, đi tỏ tình nói gì không nhớ hết. Nhớ rồi. Anh yêu em. Đúng rồi. Phải nhìn thẳng mắt người ta. Làm thử coi. Anh yêu em. Đúng. Còn nói gì nữa? Nắm tay nè. Đúng rồi. Làm bạn gái anh nha. Đúng rồi đó. Được. Nhớ nói giống vậy nha. Cố lên nha. Tôi biết rồi, cảm ơn hai bạn nhiều lắm. Cái mối tình này 5 năm yêu đơn phương rồi, thì hôm nay nhất quyết cái nào phải tỏ tình cho bằng được. Cố lên. Hai bạn là bạn tốt, tôi hứa với hai bạn, khi mà Hương đáp lại tình cảm của tôi sẽ về nhà tạc tượng hai bạn để mà tôi nhớ mãi công ơn này. Hai bạn ơi, tự nhiên tôi run quá hai bạn ơi. Anh Tùng, sao anh hẹn em hồi 8 giờ tối hôm qua mà anh không tới vậy? Tại anh mắc xỉu rồi em. Anh mệt quá, anh xỉu cho nên anh tới không được. Rồi anh có sao không? Bữa nay anh khỏe lắm, anh tự tin lắm rồi. Em nghe Dương với Nam nói là hôm nay anh có chuyện gì nói với em phải không? Dạ đúng, đúng rồi đó em. Anh có chuyện mới mời em ra đây. Anh xin thưa với em là Hương ơi. Hương ơi, 5 năm qua có một người đàn ông yêu đơn phương em. Đêm nào về cũng nghĩ tới em. Là anh. Anh yêu em. Em làm bạn gái anh nha. Giá như á, cái lời nói này á, anh nói vào 8 giờ tối hôm qua thì hay biết mấy. Ủa là sao em? Chính vì anh không đến á, em đã nhận lời làm bạn gái của người con trai khác rồi. Ủa là cũng có một người con trai khác yêu em hả? Ngoài anh ra còn rất nhiều người con trai khác thầm thương em. Em xin lỗi. Hương à. Hương ơi. Hương ơi, hết trời ơi Hương. Hương ơi. Hương. Tiêu mối tình 5 năm rồi sao vậy? Trời ơi, xỉu giờ nào không xỉu. Xỉu đúng ngay 8 giờ mà xỉu nhau vậy. Trời ơi, cười gì nữa? Cười nữa à? Các bạn yên tâm, tôi rất là mạnh mẽ. Cười nữa. Thôi, nín đi. Đàn ông con trai gì mà khóc với trang con gái vậy? Tôi khóc vì bạn gái tao mà. Bạn gái tao bỏ tao mà. Mày dễ thương nè, duyên dáng nè, có cơ ngơi, có sự nghiệp, còn được ba mẹ cho nguyên cái nhà to đùng. Sợ gì mà không có bồ. Thất tình thôi mà. Sao mày nhắc cái chữ thất tình gì vậy? Thất tình kệ tao. Nhắc làm tao đau. Thôi, tao biết mày buồn,
À, tao có chuẩn bị cho mày một món quà. Bạn tốt là vậy, biết buồn là có quà. Sao phải đau đến như vậy, bạn khốn nạn. Tao đau vậy chưa đủ hay sao mà mày còn tặng tao cái nỗi đau này nữa. Mày phải bình tĩnh. Mình phải biết á, là lấy nỗi đau chế ngự nỗi đau. Là sao? Thì nỗi đau nó mới qua được. Trong cái tập thơ này có rất là nhiều bài thơ hay. Mày đọc cho tao nghe thử coi. Để tao đọc cho mày nghe một đoạn nha. Hay nha, tao đang buồn lắm á. Bản thân sợ nhất là lúc này. Tao sợ lắm. Không muốn nhìn vào đâu nữa, vì có quá nhiều cay đắng. Mày nữa ơi, mày nhắn tới chuyện cay đắng nữa. Tao đang buồn mà, không mày đừng đọc nữa. Tao hiểu em mà Nam, tao biết mày muốn an ủi tao. Nhưng mà giờ tao đau buồn lắm Nam ơi. Nói chơi đừng có buồn nữa mày ơi. Biết mà bạn. Nói vậy thôi chứ. Tôi nói cuộc đời của tôi á, chỉ có bạn là chi kỷ, chi âm của tôi à. Cả cuộc đời người, chỉ cần như vậy thôi là được rồi. Bạn ơi, tôi hiểu ý bạn rồi. Hai đứa mình bắt tay đi bạn. Từ nay về sau không bao giờ quen con gái để bị làm khổ nữa bạn ơi. Bây giờ tôi chỉ là chơi thể thao, tôi đi chơi với bạn thôi, tôi không bao giờ quen gái nữa. Đúng. Đàn ông con trai là phải như vậy. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Không quen con gái cũng để con gái làm khổ nữa. Quyết tâm lên, nhất quyết không quen con gái nữa. À, tôi với bạn cùng ý kiến nè, tôi với bạn học bây giờ tôi thấy như vậy chưa đủ đâu. Bạn để tôi chút đi. Sao? Là làm gì? Tôi vô tôi lấy con dao với kim rượu tôi cắt máu bạn, tôi cắt máu tôi chích vô đây hai mình uống thôi cái. Thôi 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 được. Bao nhiêu đây là anh em mình đủ chi kỷ rồi. Được rồi, anh em. Ờ bà Dương kìa. Trời ơi, em gọi điện thoại anh hoài không được, mất máy gì hết trơn vậy? Phải đâu, bà Dương thấy tôi buồn qua đây an ủi tôi á. Sao em có thấy vậy? Ủa là sao hai người hẹn hò nhau hả? Ờ thì tụi tôi hẹn hò nhau đi chơi, không lẽ dẫn em đi theo hả? Cái gì hai người hẹn hò với nhau? Không có, giờ hết hẹn hò mà là yêu nhau luôn rồi. Cái gì? Hai người yêu nhau? Nam, hồi nãy mày hứa với tôi sao Nam? Không bao giờ quen con gái nữa mà Nam. Tôi đi nha. Nam, Dương, trời ơi đồ phản bội, tao hận mày Nam ơi, tao nhất quyết không bao giờ tha thứ cho mày. Sao phải đau đến như vậy? Trời ơi! Ủa ba cười gì vậy? Ba nhớ chuyện ngày xưa, ba mắc cười quá ba cười. À, hồi đó cũng có ba mẹ con đó hả ba? À, đây là hình buổi tốt nghiệp của ba với lại ba mẹ con á. Dạ. Ở nhìn ba trẻ mà nhìn ốm luôn. Đây, tấm hình này nè. Tấm hình này là ba chụp cho ba mẹ con trong một cái quán cà phê á. Con biết lúc này con đang ở đâu không? Dạ không. Con đang ở đầu gối của mẹ con nè. Nhưng mà con nhớ là em bé được sinh ra từ bụng mà. Lúc này ba mẹ con chưa có con mà. Trời ơi. Mẹ ơi, phải chi mẹ ở đây giờ này, con nhớ mẹ lắm. Ba thương con quen con. Đừng khóc. Ngoan, ba thương. Anh làm ơn đứng yên lại đi. Anh đi qua đi lại hoài, tôi chóng mặt quá. Ui, đón khách VIP mà trễ được 30 phút rồi. Nhưng mà anh Tài nè, đứng yên lại. Tôi đang nói chuyện với anh mà. Tôi đang nghe đây. Anh đã thấy là tình hình khả quan không? Hoàn toàn khả quan. Trong điện thoại cái giọng cậu ta rất là háo hức, rất là muốn đi du lịch. Lạng quạng giờ này cậu ta đang đi sắm bikini đấy. Tất nhiên là phải háo hức rồi. Một cái tiền quê hồng quá nhiều mà. Tất nhiên là Tùng phải đồng ý thôi. Chắc chắn là đồng ý. Nhưng mà nếu chuyến đi này thành công, thì chẳng những 10 lô đất
mà tôi có thể đầu tư nhiều 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 hơn nữa bên công ty anh kìa. Tùng tới. Ôi Tùng. Dạ. Tùng tới rồi. Em chào chị. Tùng có biết là Hường đợi Tùng mỏi mòn lắm không? Qua đi. À, Tùng ngồi đây đi. Rồi mình uống nước với nhau trước đã. Sẽ nói quyết định sao? Dạ thôi, em cũng muốn nói liền, em cũng nôn nóng quá rồi chị. Nôn lắm rồi, thấy chưa, nôn lắm rồi. Dạ quyết định của em là em không đồng ý. Cái gì? Không có đồng ý. Không đồng ý thì hiện tại. Trời ơi, cái gì vậy? Tại sao không đồng ý? Dạ thưa chị, em không thể vì lợi nhuận của mấy lô đất nền mà bán rẻ danh dự của mình. Là như vậy chẳng khác nào em tự bán mình. Bán mình gì đâu. Anh Tài, anh nói với tôi là Tùng đồng ý mà tại sao như vậy? Hả? Anh có biết là chuyến du lịch này đối với tôi quan trọng như thế nào không? Hả? Nếu như mà Tùng không đồng ý thì tất cả những dự án của công ty anh tôi sẽ hủy hết. Không có hợp đồng, không có mua bán gì hết á. Hương ơi, nghe mình giải thích này Hương. Hương ơi Hương. Trời ơi, cái gì vậy ha? Làm sao sếp? Tại sao không chịu đi du lịch với bà ta? Làm sao có thể làm như vậy được hả sếp? Tại sao em có thể bán mình? Trời ơi, Tùng mà, cậu quan trọng quá vấn đề rồi đó. Bán gì đâu, mình là đàn ông mà. Đi du lịch, đi business, có mất mát gì đâu. Cũng mất cơm, mất cháo gì đâu hả? Sếp tới Tùng. Thích sao không thích? Thích thì đi đi. Bà đâu có chịu anh đâu. Bà chịu là anh đi rồi. Bà chịu em, hiểu chưa? Nhưng mà em không chịu bà, em không thích. Ôi, lì quá. Tôi nói cho cậu biết nha, cậu không cần cơm, nhưng cậu phải cho công ty chút cháo chứ. Cậu có biết là bán được một lô đất công ty mình lợi bao nhiêu tiền không? Cậu suy nghĩ là mình đi. Tôi phải đi năn nỉ bà ta. Hường ơi. Tôi nói cho cậu biết nha, cậu không cần cơm, nhưng cậu phải cho công ty chút cháo chứ. Cậu có biết là bán được một lô đất công ty mình lợi bao nhiêu tiền không? Cậu suy nghĩ là mình đi. Còn tôi phải đi năn nỉ bà ta. Không có gì, mấy đứa chơi tiếp đi. Dạ chị. Nè, em nói gì nè. Nè. Tên. Wow. Ơi, hả? Mày sẽ còn bao mới mua cho em nè. Cái con gấu bông này nữa. Ủa vậy hả? Dạ. Trời ơi, đã vậy ta. Em còn nhiều thú rừng mông trong đó nữa. Em còn nhiều xe trong đó nữa, chị em vô lấy cho chị coi nha. Em cũng vậy. Từ từ thôi, đừng có chạy qua dừng té nha tụi con. Cái gì vậy? Con thấy bất ngờ. Tại vì á, từ lúc mà nghe nói chú Nhận nuôi hai đứa nhỏ, con nghi ngờ chứ bộ. Nuôi hai đứa nhỏ mắc gì nghi ngờ? Thì con thấy chú yêu thương và lo lắng cho tụi nó. Trời, chuyện yêu thương lo lắng cho tụi nó là chuyện bình thường chứ có gì đâu mà nghi ngờ. Tại vì con thấy hiếm mà. Vì trên đời này á, không có ai đủ bao dung và bản lĩnh để nuôi nấng những đứa trẻ không phải là ruột rà của mình. Chuyện đó chú thấy bình thường mà. Nhưng mà đối với con là rất hiếm đó. Chú đúng thiệt là người đàn ông từ trên trời rơi xuống. Mấy đứa ơi, có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi để từng ngày tiếng ngạ ơi bên nhau sớm hôm chẳng thể rời, vì nhà mình là ở đây nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Hãy ở bên cha dù thời gian qua chưa hay trách con chưa hay mắng la, để rồi khi ta chung một nhà hiểu lầm khi xưa bỏ qua, ở đâu đó thế giới quanh ta hạnh phúc cũng chính là quà.
nào mình cùng sẽ chia tiếng cười hà ha. Hãy ở bên cha đừng vội rời xa, cho con chúng ta không bao bước qua, vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi chờ che, may mắn sẽ đến bên con, dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.